Xin chào các bạn, lại là mình đây. Sau khi cân nhắc, mình đã quyết định phân tích Skibidi Toilet Multiverse. Có lẽ các bạn thấy phiên bản này khá là mới mẻ. Nhưng hãy tin mình đi, đây là một phiên bản khác của Skibidi Toilet. Mình đánh giá đây là một nội dung giải trí khá hay ở trong tuần khi chúng ta chờ đợi Skibidi Toilet tập 67. Từ giờ, mình sẽ phân tích song song hai phiên bản khác nhau của Skibidi Toilet nha. Nào giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu phân tích tập 9 Skibidi Toilet Multiverse ngay thôi nào. Xin chào mọi người, tập 9 của Skibidi Toilet Multiverse vừa ra mắt 3 ngày trước. Có rất nhiều điều thú vị xảy ra ở đây. Chúng ta đã thấy một vũ khí của người khoan mới và quan trọng nhất là Titan mới. Tôi sẽ bắt đầu phân tích tất cả những bí mật có thể bạn chưa để ý trong phiên bản này ở tập 9. Chúng ta sẽ tìm hiểu về Titan mới, điểm mạnh và điểm yếu của anh ta. Hãy thử dự đoán những gì sẽ xảy ra ở tập 10. Nào giờ thì hãy tìm một địa điểm thật lý tưởng, ăn miếng bánh, uống chén trà để cùng thưởng thức video ngay thôi nào. Trong tập 8 Skibidi Toilet Multiverse, người đồng hồ gặp chủng tộc người khoan mới và bắt tay. Nhưng người ở bên dưới lòng đất đã không quyết định lộ diện và chỉ rời đi ngay sau đó. POV Cameraman đã đưa ra một tin nhắn đã sẵn sàng cho một nhiệm vụ mới. Điều đó có liên quan đến việc giải cứu Titan đồng hồ. Và anh ta đã bị thương nặng và bị bắt bởi một tên Skibidi Toilet. Quay trở lại, chúng ta thấy được POV Cameraman đang ở trên sân thượng của một thành phố nào đó mà tôi chưa biết tên. Đột nhiên, một tên Skibidi trực thăng xuất hiện trước mặt anh ta. Thay vì tấn công, hắn quyết định hát một bài hát. Tuy nhiên người thợ khoan đã không giết tên Skibidi này. Anh ta ném một phần đinh vào ngay mặt chiếc trực thăng của tên Skibidi chọc đầu này. Tên Skibidi này sau đó trở nên điên loạn vì những chiếc đinh này. Những chiếc đinh này đến từ cây súng bắn đinh của người thợ khoan. Quay trở lại với tên Skibidi này, chúng ta thấy được hắn ta nhận được một số nâng cấp. Đầu tiên, hắn ta có khá nhiều áo giáp ở trước mặt. Bệ phóng của hắn ta có một loại ống ngắm laser trên đó. Thêm vào đó, hắn ta cũng có thể xoay bệ phóng tên lửa của mình theo các hướng khác nhau như chính tay mình. Vâng, hãy đến với người thợ khoan, anh ta xuất hiện trước mặt POV Cameraman. Và anh ấy cao hơn POV Cameraman, có vẻ như anh ta có một phong cách chào tương tự như Cameraman. Tòa nhà mà tôi thấy thật sự giống với một tòa nhà ở Dubai. Tôi cũng chưa biết được nhiều địa điểm trong vũ trụ Skibidi này. POV và người thợ khoan nhận ra có điều gì đó không ổn. Một trận động đất hoặc có một điều gì đó tồi tệ đang xảy ra. Vâng, một Titan đang ở ngay bên dưới và ở đây trở nên nóng hơn bao giờ hết. Một chiếc máy bay đồng hồ có chữ thủy quân lục chiến ở bên cạnh đến và đón POV. Chúng ta thấy người đồng hồ báo thức và một nhân vật mới khác. Nhân vật mới này có một thứ gì đó giống như có nhiều áo giáp trước ngực và trên vai của anh ta cũng có. Và trên tay của anh ta cũng có một dòng tin nhắn mật mã. Tôi không biết nó có ý nghĩa gì. Có thể anh ta đang tìm hiểu về văn hóa của người đồng hồ chăng? Những tên Skibidi trực thăng có một loại dấu hiệu màu xanh nào đó. Một chi tiết thật sự rất kỳ lạ, tại sao lại có hai vật thể lơ lửng trong không gian? Và ở đây có một tên Skibidi còn không thể tấn công Titan mới. Có lẽ Titan này quá nhanh và không ai có thời gian phản ứng lại điều này. Titan Ryu xuất hiện một cách độc đáo với tiếng la hét và vùi dập một tên Skibidi. Một chi tiết khác, có một tên Skibidi ở trên trời. Điều này làm tôi nhớ lại cảm giác kinh khủng xảy ra ở tập 65. Trong không gian có một thứ gì đó, trông giống như một thiết bị theo dõi. Có vẻ như Titan Ryu không quan tâm lắm đến tên Skibidi ở trên trời. Có lẽ Titan này có sức phòng thủ mạnh tới mức anh ta không quan tâm đến bất cứ một thứ gì. Mũi khoan khởi động và một vụ nổ nhẹ đã diễn ra. Những tên Skibidi bên cạnh quyết định tấn công Titan Ryu. Thật sự điều này rất điên rồ. Có vẻ như anh ta không hề hấn gì sau vụ nổ này. Và hai tên Skibidi bên cạnh có thể làm được gì? Nhân tiện, hai tên Skibidi này giống hệt với tên Skibidi ở tập 64 của Skibidi Toilet. Và điều gì đang diễn ra ngay tại đây? Có vẻ như có ai đó đang theo dõi Titan Ryu. Và đòn kết liễu đã được anh ta tung ra. Anh ta dường như chỉ khoan xuống mặt đất và đòn tấn công này khiến cho hai tên Skibidi phát nổ. Có vẻ như có chất nổ được trang bị ở bên trong cơ thể anh ta. Bây giờ chúng ta thấy sự xuất hiện của những tên Skibidi trực thăng mới. Những chiếc loa trông giống đầu của những speaker man loa lớn. Ta thấy được âm thanh tấn công khủng khiếp, và Titan Ryu không thích điều này. Anh ấy thường ở dưới lòng đất và không nghe nhiều âm thanh chói tai như vậy. Mặc dù ta thấy được âm thanh của anh ta cũng chẳng hay chút nào.
Titan Ryu cố gắng tấn công hai tên Skibidi trực thăng nhưng lại bị trượt. Và hai tên Skibidi này cũng thành công trong việc tìm ra điểm yếu của anh ta. Tôi thấy được khả năng của anh ta tương tự Titan TV Man của chúng ta. Thật khó hiểu khi hai tên Skibidi bên cạnh không phục kích Titan Ryu bằng một quả tên lửa. Nhân tiện Titan Ryu có một chiếc máy bay bị gạch chéo. Điều này có nghĩa là anh ta không thể bay hay anh ta bị sai máy bay hay gì đó. Tôi thật sự không biết điều này. Chúng ta thấy rằng Titan Speaker Man đang bay cùng với phe liên minh ở trên bầu trời. Có lẽ bây giờ họ đang bay qua Dubai và chuyến hành trình đến châu Phi để chuẩn bị cho cuộc chiến ở tập 65. Điều đó có nghĩa là họ đang ở trong cùng một vũ trụ và ở tại một thời điểm cùng nhau. Và chúng ta cũng thấy các trực thăng, các máy quay. Để ý kỹ chúng ta sẽ thấy Titan Speaker Man có một cây súng ống ở trên đầu. Titan Ryu rời đi ngay sau đó. Và chúng ta thấy một nhân vật khác, có thể đó là Elite Clockman. Có lẽ anh ta sẽ tham gia cùng những đồng đội còn lại trong tương lai. Bây giờ hãy phân tích những vũ khí Titan Ryu sở hữu. Anh ta cũng có một loại bể quanh đầu. Ngoài ra anh ta còn sở hữu một đầu máy khoan có thể xoay lên và theo mọi hướng mà anh ta muốn. Anh ta cũng có một lõi năng lượng và nó không được bảo vệ. Cơ chế trên cánh tay của anh ta cho phép anh ta xoay mọi hướng mà anh ta thích. Và một chi tiết nữa, chúng ta thấy được bàn tay của anh ta gập xuống khi các mũi khoan nhô ra. Anh ta còn những phụ kiện tạo rung chấn bên trong có thể tạo ra động đất. Và anh ấy còn có một sợi xích tương tự Titan TV Man. Nhận xét về nhân vật này, anh ấy rất mạnh mẽ, linh hoạt, khả năng thật tuyệt vời, di chuyển dưới lòng đất và anh ta sẽ là một nhân vật khá mạnh trong liên minh trong những mùa giải tiếp theo. Hãy dự đoán tập 10 Skibidi Toilet Multiverse. Tôi chắc chắn rằng sẽ xuất hiện Ranger Cameraman ở trong tập tiếp theo. Có thể liên minh sẽ tấn công căn cứ của Skibidi Toilet. Và có thể Clockwoman cũng sẽ xuất hiện. Tôi thực sự muốn nhìn thấy cô ta ở trong trận chiến. Video đến đây cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Thật sự mình muốn kết thúc video hôm nay ngay tại đây. Nhưng ngày mai là sinh nhật của mình nên mình muốn nói lời cảm ơn đến tất cả những người hâm mộ của Zero đã đồng hành cùng mình. Thật sự mình rất biết ơn các bạn. Và mai cũng đã đến sinh nhật của mình. Điều ước mình ước đó là người hâm mộ của Zero có thể hạnh phúc, vui vẻ và mong mọi điều tốt đẹp đến mọi người. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nào hãy cùng mừng sinh nhật của mình ngay thôi nào.